một cái biệt thự nằm thị trấn Phước Phủ ha, gần 600 mét vuông đó, một trệt một lầu, nhà kiên cố cực đẹp. Ở ngoài thì có cái chỗ nghỉ mát ở phía ngoài nhà lục giác này, và có cả chỗ để xe ha, sân rất là rộng, cổng inox, cửa tự động luôn vậy ha. Bảo Điện Bất Sản xin mến chào quý cô chú chị khách hàng ha. Nay em Điền quay giới thiệu tới cô chú chị một bất sản ha, có nhà luôn ha, nhà đẹp luôn anh chị ha, nằm khu dân cư đông đúc, hướng trước mặt em Điền quay này là mình đi ra chút xíu là đụng ngay đường Hùng Vương ha, hay được gọi là đường số 4 á chị ha. Đường số 4 này thì mình thông thương giữa đường Xuyên Phước Cơ đi xuống biển này và đường quốc lộ 5 ha, đi hướng này ha. Xe cộ lưu thông rất là đông anh chị. Và hướng ngược lại ha, mình sẽ đi ra đụng ngay đường số 2 và đi ra đường 274, và mình đi được ra quốc lộ 5 và cũng như đụng ngay trung tâm hành chính thị trấn Phước Bửu và trung tâm huyện Xuyên Mộc ha. Và công viên chợ đò vân vân nằm ngoài đó, khoảng đâu đó là chưa tới một cây số anh chị, rất là gần ha. Khu này toàn là nhà lớn bự không anh chị ạ. Và gần trường học này, trường học các cấp nằm đây ha, mầm non rồi tiểu học, trạm y tế vân vân. Thị trấn thì không thiếu gì đó anh chị, đầy đủ luôn. Còn về cái vị trí mà xuống biển á, thì xuống biển khoảng là 7 cây số ha, 7 cây số cũng rất là gần ha anh chị ha. Hiện tại mình đang đứng ở đây thì cái đường này đường nhựa và có hẻm là hẻm tên là hẻm số 39 ha, đường hẻm nhưng mà nhựa lớn anh chị nha. Và bất động sản em Điền muốn giới thiệu tới đây anh chị ha, đó có nhà bự luôn anh chị ha, đó và đang có diện tích là ngang là 18,5 m anh chị ha. Từ đây nhà mình thì rào kiên cố hết rồi đó, từ đây qua bên này 18,5 m và sâu vào trong là một cạnh là 10, một cạnh là 32, một cạnh là 28 ha. Tổng diện tích là gần 600 m², đang có sẵn là 150 thổ cư đất ở ha, đất ở đô thị anh chị nha, đất thị trấn ha. Đường thông thương này. Đó. Rồi bây giờ em Điền sẽ đi vào phía trong nha. Trước khi vào thì em Điền nói về sơ về cái hướng của mình ha, hướng và cái giá bán luôn. Hướng của mình là đang có là hướng Tây Bắc cái gì ha, hướng Tây Bắc. Và giá bất động sản gia chủ mình muốn bán là 14 tỷ tổng bất động sản này ha. Và giá này sẽ có thương lượng của chú nhị mao, thiện chí thì sẽ có thương lượng gì nha. Đó. Nói chung là gia chủ mình bán sẽ để lại toàn bộ nội thất trong nhà hết ha. Đó. Đi vào đây thì gặp ngay sân này, cây cối, cây này phải cây giáng hương không anh? Phải không? Hồi sáng em nhìn nghi rồi. Một cây nằm đây, một cây góc bên kia phải không? Gỗ này, cây này, cây giáng hương này bao nhiêu năm rồi? Anh trồng bao nhiêu năm rồi? Cây này từ lúc làm nhà giờ anh trồng 4 năm đó. 4 năm ở vậy rồi. Phía trước gia chủ mình làm cái tiểu cảnh phía trước này ha, tiểu cảnh cây xanh rất là mát ha. Cây này mà mai mốt nó cao cao lắm nè, cây giáng hương này đó, và những cái cầu kiển cầu này cũng cao lắm á. Khu vực phía sân này thì thoải mái ha, đậu xe thoải mái luôn. Em Điền vào luôn phía sau này trước ha. Phía sau này thì có một cái chòi lục giác nghỉ mát anh chị ha. Và gỗ này thì gỗ là bằng gỗ hết. Gỗ này gỗ gì anh? Gỗ nha. Đây là cái mặt tiền phía bên hông nè. Đó, đóng bên hông nhà, ban công và cái thềm bên này. Bao nhiêu cái dỗi hả? Gỗ dỗi hả? Phải gỗ dỗi này có cái hạt gì cũng thơm đó không ta? Hạt dỗi hả? Thì nó là gỗ dỗi. Tại vừa rồi em đi Tây Nguyên á, cũng có cái hạt kia thơm lắm. Là kêu hạt dỗi mà em tưởng là tưởng từ cái cây này. Gỗ trai. Đây. Ở trước nhà trồng những cái cây này nè. Lộc vừng này.
với lại cái mai này, mai này cũng mớ tiền này. Dạ. Gấp khủng chứ. Mai mai đó mai mấy cánh anh? Mai 8 cánh. Còn cái khu vực này là khu vực để xe ha. Khu vực để xe, gara xe đó. Nói chung là gia chủ xíu nữa em biên sẽ lưu phép phía sau. Thì đang tận dụng để mà kinh doanh bán cà phê bên này nè. Đây là phòng khách anh chị ha. Đó. Và bộ bàn ghế là đúc, đúc nguyên khối ha. Đó. Gia chủ mình làm cái không gian trống thế này. Đèn chùm. Trống lên phía trên lầu luôn. Gỗ này gỗ gì? Hương. Dán hương. Cái vân đẹp chứ bộ. Nguyên khối. Dạ. Yeah. Này nhìn đúc hết mà nguyên khối hết nè. Này bàn ăn uống này, bàn hai chỗ à. Khu vực bếp, toilet riêng dưới này. Khu vực phía sau. Nhà kho. Nhà kho thôi để mấy đồ linh tinh ha. Kết hợp phòng tắm, toilet kết hợp phòng tắm luôn đây ha. Đây là toilet chung này, còn những cái phòng kia là toilet riêng hết không? Này cũng có toilet riêng không? Đó. Đây phòng ngủ toilet riêng nằm trong này. Sẽ để em lên trên này kia quay toilet riêng trên kia đi. Thoải mái. Khu vực này phòng là phòng giải trí, phòng master. Còn là phòng sinh hoạt chung. Dạ. Sinh hoạt chung ở đây. Bên này là bên này là phòng thờ này. À, phòng thờ bên này ha. Và có ban công phía trước mặt nhà luôn ở cửa. Còn đây thì phía này nhìn xuống dưới này. Đó. Khu vực phòng khách. Và đây mở cửa ra mình sẽ ra ngoài ban công ha. Phía trước nhà ha. Đây là khu phía trước nhà ban công. Đó. Ra đây mình ra đây nó rất là mát luôn chị, gió này đó. Cô chú chị có thể thấy này, những nhà xung quanh hay nhà bự bự không à, khu này toàn người giàu anh chị ạ. À, chỗ này cực kỳ an ninh rồi đó. Nhà khủng không à, bên này nữa này đó. Còn bên này thì ban công bên hông. Ban công này thì đang có là hướng bắc phải không anh ạ? Này bên hướng bắc này. Đó. Ban công bên hông. Khu vui chơi này, bị lắc này. Đây phòng ngủ thứ hai ha. Có cửa sổ. Toilet riêng trong này luôn á. Đây là máy nóc và toilet. Dạ. Này mấy cái cửa cái này làm inox hết luôn rồi. Đó, cửa sổ nhìn ra của phòng ngủ thứ ba đây. Ốp sàn, sàn giả gỗ. Toilet riêng trong này. Kết hợp phòng tắm có kính kéo. Quay lại một lần nữa ha. Cái máy của mình là máy đổ luôn ha, đổ bê luôn rồi dán gạch lên ha. Chứ nói chung là tổng diện tích xây dựng thì khoảng đâu đó là 400 mấy ha. Diện tích sàn thì 400 mấy kể cả máy luôn. Đó. Đó, nhà rất là đã luôn chị ha. Rồi, cô chú này nào mà quan tâm muốn xã này liên hệ ngay em đi nha, với số điện thoại 0788668834. Thì chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm ha. Đó, nhà rất là đẹp anh chị. Rồi em Điền xin hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em Điền. Xin chào.
I'm